Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 28 tháng 3, chính quyền Hà Nội đã bắt đầu xử lý một số trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng. Tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã phối hợp cùng với trạm y tế phường Lý Thái Tổ mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang về trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ làm việc, với lý do 4 người dân này đã nhiều lần không chấp hành nhắc nhở quy định đeo khẩu trang của tổ công tác. Sáng 28 tháng 3, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các phường xung quanh khu vực Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền vận động người dân đi tập thể dục, phải đeo khẩu trang nghiêm túc và không tụ tập đông người nơi công cộng. Trong quá trình làm việc, tổ công tác phối hợp cùng với trạm y tế phường Lý Thái Tổ mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang về trụ sở công an phường Lý Thái Tổ làm việc. Lý do 4 người dân này đã nhiều lần không chấp hành nhắc nhở theo quy định đeo khẩu trang của tổ công tác phường Lý Thái Tổ. Trung tá Dương Bảo Thạch, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trong quá trình tuần tra, người dân nào quên không mang khẩu trang đều được phát miễn phí đeo tại chỗ. Hành vi của những người dân cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong bối cảnh cả nước đang chung tay phòng chống nỗ lực chống lại dịch COVID-19. Điều này đã có cơ sở xử phạt hành chính với mức phạt 200.000 đồng theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 11 Nghị định 176. Cũng trong sáng nay, thì đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Hoàn Kiếm đã vận động tuyên truyền nhiều tụ điểm người dân tụ tập đông người tập thể dục, giải tán nhiều hàng quán xung quanh khu vực. Đặc biệt là đã rà soát được một trường hợp cơ nhỡ và đem về Trung tâm Bảo trợ Xã hội